bác vừa mới quay xong cái cây chăm va này, thì tùy cảm xúc mỗi người nhá. Tôi xuống bên dưới tí. Ôi giời ô tô. À. Xì cũng của anh à? Nhìn làm như cây tây ấy nhỉ. Quay vừa nó cháy mẹ điện thoại đấy. Ôi rồi, đấy, quốc tế rồi, bác à. Quốc tế. Con sai quốc tế. Này có gì mới không anh? Tôi nhau bao nhiêu năm tôi chăm chăm con bò rồi, chịu bạc quá. Cái này bao nhiêu đấy chú Minh? Rất đơn giản, 6 triệu. Cây kia? Cây của ai để đấy? À đây à? Bỏ. Gửi đi. Bỏ. Thiệt luôn. Đấy. Ngại cái cổ với là cái đồ vặn dây thôi. Chứ còn cái đoạn bệ này chạm được mà. Tùy gu đấy. Mình không chơi rồi. Không chơi rồi. Đấy, nó như thế, có người thích thì không, mình thì có lẽ là mình sâu sắc hơn đấy. Vì nó cổ ngọn nó không ưng được. Đấy, triệu. Cái này sau vách cái buông nó đẹp. Quay hung cho hung xe hung. Ấy á. Còn có đi bán đâu? Có. Hôm nay ra chợ bán á? Ừ. Kệ. Có anh em đây vui. không thì cần gì. Đúng không? Vừa làm phim lại vừa được cả. Ôi cả cây. Con nào mà ăn lành không cho ngay bên nóc nhà. Đi con gà. Có tội là tìm tiền đâu ra. Nhà nước con nuôi. Tiền là của nhà nước đúng không? Tiêu phải làm gì? Ồ, ok. Bên này nhìn xa thì oát mắt đấy, nhưng mà ở đây cái cây hôm trước mình thích cây các bác ạ, nhưng mà 5 triệu mấy cơ. Đây này, con này bắt lên đây này, làm cái tử thấp đấy, tử luôn đấy thôi. Và vông rõ ràng ở đây luôn, nhưng mà tử bắn rồi. Bỏ đây đi. Cái ngọn ở đây thôi. Đấy các bác này. Mình lại thay đổi suy nghĩ, mình lại không chơi, mình lại bắt cây khác này. Vâng bác ạ, à, tí nữa ra cho bác tí. Cái ruối già, ruối rất già này các bác. Cái này là của bác ở chưa biết tên, hôm trước có số mà có hai cây xanh để đây này. Hai cây xanh 100 hay sao để đây này. Cũng chưa biết tên đâu. Ruối. Cái này thì quay mấy lần. Kiểu như mình ra đây nhiều quá các bạn, bây giờ cứ quay người ta mặc kệ, nếu có thông tin ở xe số thì alo thôi. À, ví dụ cây to 130 là đây này, Nguyễn. Còn không thì tôi chả biết đâu, các bác như khi công cảm ấy. Có thể có rất nhiều lần mình hỏi số rồi. Mà một video mình hỏi rất là nhiều người á. Mà mình cứ đi thu trực tiếp luôn, mình cũng có nhớ số người ta đâu mà. Cái điểm của tôi là tôi khá là bận ấy. Về tôi không có xem lại đâu. Video của chính mình chẳng xem lại. Tôi có sao nó lên đây, trên đấy như vậy các bạn. Hôm nay cuối tuần vui các bác, đi thoải mái đi. Ui.
trưa mình thường ra sớm các bác, thì buổi trưa có thể có những cuộc giao dịch, nhưng mình có thể mình lại không có mặt ở đây rồi. Thì hôm nay thì hy vọng sẽ có những cuộc giao dịch đấy. Ví dụ như này, Cương bán được cây sung rồi, rất nhiều người mua những cây không có quá cầu kỳ đâu, chỉ cần có cái cây trong nhà, chưa là cây nào cũng có khách hết. Đấy, cây này cũng được này. Cây trực cổ. Trực cổ. Nhìn này, nhìn lên ảnh chắc nhiều người thích ấy, nhưng mà có thể nhìn thực tế thì nó khác quỷ. Tranh quê. Mua hạt giống rêu. Bao xào ấy. Bây giờ một sáng này có đôi tể. Đấy. Chả biết cây của ai các bạn. Cứ quay đi. Các bác xem thì thông cảm, nhiều khi tôi chỉ là cuộc đi chơi chợ. Có gặp thì cố gắng hỏi thông tin thôi. Đấy, lòng heo. Thực tế chơi cái này để bán trà nó khá là ngộ. Hay dăm mập, cái này dăm mập tiếc chơi hay. Đối với những người chỉ cần có cái cây bonsai trong nhà chơi hay. Đấy, những cái chậu này chơi xanh xì rất là hợp, nhất là cây răng làng. Tuyên sáng trên mái rồi gì? Dạ. Sáng trên mái rồi. Đâu vẫn để đây mà. Cái này còn cây của ông Ngô chưa? Ông Ngô á? Ông Ngô tận Thái Bình sao mà? Đúng không nhỉ? Nhưng mà nói cây này nó toàn còn quả hồng thôi. Ơ, đi đâu mà lạnh rồi. Quả này như bán cây sao mà? Đó, cây rồi. Cây không có ông ghế, cây gà thì mẹ 5 năm sau vẫn nhận ra nó. Trừ ra là các cụt. À. Tôi nói là cái mạn ở dưới kia Thái Bình rồi cả Nam Định không không ai làm nổi này luôn. Không ngô. Không ngô. Ngô vừa rồi thấy bắt được cái xi cũng được. Đang ngồi ở kia cả. À đây, đâu? À, ngồi ở bên kia cả. Lần đầu lên đây sao nhỉ? Dạo này hay bòn đây. Đây là xi xanh dưới. Mình ngồi một chậu. Không làm cây thì chuẩn lắm, đẹp. Làm cắt, cứ cắt, chùn. Thích nữa. Đấy, có mấy cái chậu cũ này trồng mấy cây tai chuột cũng đẹp. Làng đẹp. Đấy, bình nhỉ, hôm nay nó ở đâu đang ngồi làm bóng đây. Ông của ông Hằng à? Chủ đang ngồi đâu đây? Mua. À, đấy, cây này của ai đẹp thế này. Bảo là để chiều chuyển. Đẹp nhất chợ cây này hôm nay. Chợ quan trọng. Đang bận giao dịch. Bao tiền cái này đấy bác? Dạ. Bao tiền cây sung này 8 triệu. 8 triệu. Ôi, thế bái quá. À. Nghệ nhân thọ nhựa đây đúng không? Quên nghệ nhân thọ nhựa cho xin cái số ra, hình như chưa lấy số lần nào. Vâng. Em là 0982 535534. 0982 535534. Đó, rồi ok nha. Cây lung tung đằng kia cũng nhiều cây của ông lắm nhưng mà bác sĩ Quang Thọ. Truyền nhân của ông thọ nhựa. Cùng tên nhưng mà khác mỗi cái mặt thôi. Nói vậy thì mượn danh các cụ ở cây đa cây đề tí, cụ thông cảm, không có gì
là mạo phạm đây cả. À, thì sở thích ai thích đá thì chơi. Hôm trước ông bán kinh đấy, bán hết xe luôn. Nay ông có những cây gì đấy? Đây này, đây này, mình quay con tùng này. À, tùng của ông là bao nhiêu tiền đấy? 18 triệu. Được. Đấy. Công à. Đây nào đây? Nguyệt. Quế à? 2,5 triệu. Đấy, 2,5 triệu. Hoa đang rất đẹp, thơm. Đây, trời mát rồi. Một đôi xuân liễu nữa. Đấy, cây cố hưởng nha. Đấy, một dãy đây khá nhiều cây bắt mắt. Khá nhiều cây bắt mắt. Đấy, cây của Bắc Cảng là phía cái ở dưới này. Đâu bố còn cây nào nữa nhỉ? Đấy, cây này bao nhiêu tiền đây? 5,5 triệu. 5,5 triệu, kinh đấy nhỉ. Chậu bánh này này. Xanh quê nhưng mà răm rất mập. Đây, cái gì đây? Búp đỏ chót đấy. Đấy, búp đỏ chót đấy bao nhiêu tiền đấy? 6 triệu. Đây, 6 triệu đây, lá rất bé rồi. À đấy, à, đây nữa à? Đấy, đồ kinh điển hơn đấy. Kinh điển hơn. Lá bé tí nhỉ? Đúng nhỉ? Thì búp đỏ chót. Đấy, đỏ. Đỏ như gái 18. Xanh điển này. Đấy, con này đẹp đấy, con đấy bao tiền không? Dạ, 25 triệu. 25 triệu. Chậu tàu. Thịt luôn. Bè thế nhỉ? Nhè rồi đấy. Nhè rồi. Đấy. Thịt thôi. Để nó cao cao tí anh, cây thấp mà. Nhìn thế là vừa rồi. Ý là để cái lên cao tí, người ta nhìn dễ. Đây là chụp hình từ trên xuống dưới. Vâng. Đấy. Giảm luôn. Nhất trí, cây đấy sẽ đẹp, sẽ quay. Cổ đấy. Đấy. Cây đấy là bao nhiêu tiền không nhỉ? Hả? Cây đấy là bao nhiêu tiền nhỉ? Kia kìa. 90. 90. Rồi, để tí nữa làm. Làm. Đây nè, xoay nè, xoay nè. Ghê chưa? À. Bao nhiêu tiền anh? Vài, 1,8 triệu. Đấy, đồng 8. Nùn nực. Đấy, ngon. Còn bới bới ra nữa còn. Bới bới làm gì? Bới. Bới đất này làm gì? Ai trồng thì bới. Ai trồng người bới. Đấy, ok rồi đấy. Ok, đẹp.